chào quý vị khán giả, xin chào bà con. Chúng ta đã cùng gặp nhau trong chương trình Chuyến Xe Nhân Ái, hành trình mang đến niềm vui cho những hộ nghèo thuộc tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Benmeyer Aricare và công ty ADC đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa quý khán giả, để có được một ngôi nhà lành lặn kín đáo thật sự không hề dễ dàng với những hộ gia đình nghèo, khi mà tuổi cao sức yếu, công việc thu nhập bấp bênh, rồi những biến cố bất ngờ ập đến. Thấu hiểu được điều đó, ngày hôm nay chương trình Chuyến Xe Nhân Ái dừng chân ở xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình và cùng hỗ trợ giúp đỡ cho sáu hoàn cảnh khó khăn có một số vốn cần thiết để có thể sửa sang hoặc cất lại ngôi nhà của mình. Trước khi gặp gỡ đại diện sáu hộ gia đình, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn ở xã Hòa Hiệp thuộc huyện Tam Bình từ bao đời nay đã cho người dân nơi đây cơm no áo ấm. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp trù phú là bao mảnh đời cơ cực, quanh năm dầu dãi nắng mưa, đổ giọt mồ hôi để đổi lấy chén cơm cho cả gia đình. Chuyến xe nhân ái đến thăm gia đình anh Lê Tấn Toàn ở ấp 4, khi anh đang tất bật với những công việc thời vụ bấp bênh để trụ cột gia đình, khi vợ bệnh và hai con đang tuổi ăn học. Thấy vợ mình bệnh mình cũng thương xót, với hai đứa con học không đủ như con ta. Con ta học sáng rồi đi ăn này nọ, còn con mình sáng đi không có hết trơn, rồi hấp cơm nguội cho nó ăn. Mình thấy mình cũng xót xa, cố gắng lên phấn đấu, mình lo tròn bổn phận người chồng với người cha. Luôn đồng lòng vượt qua gian khó, nên dù mệt mỏi vì căn bệnh bưu tim và viêm túi mật, nhưng chị Quý vợ anh Toàn vẫn gắng sức bên các công việc gia công để cùng chồng vun đắp tương lai cho các con. Thế nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ gói ghém cơm gạo hàng ngày, nên ước mơ về một tổ ấm vẫn mãi xa tầm tay giới. Thương cho ước mơ giản đơn của đôi vợ chồng nghèo, chuyến xe nhân ái càng xót xa khi đến thăm bà Nguyễn Thị Hai, ngụ ấp 8. Ở tuổi xế chiều vẫn chưa có được tổ ấm lành lặn cho riêng mình. Dành dụng cũng mần vài năm tính về cất lại cái nhà lá ở. Mà mần rồi nó cũng vài bữa nó bệnh, rồi tới cô rồi tăng huyết áp, nhức đầu chóng mặt hoài. Thành ra mần cũng có tiền các bạn. Rồi nằm đêm nhiều khi cô khóc hoài. Giờ hoàn cảnh cổ quá trời ạ. Tủi lòng khi việc may gia công ở thành phố Hồ Chí Minh chưa lo cho mẹ cuộc sống đủ đầy, nên chị Nghiêm, con bà Hai chẳng biết phải làm sao để vượt qua cảnh nhà nghèo khó, bên đôi chân teo tóp vì căn bệnh sốt bại liệt thuở nhỏ. Cô cũng mong ngoãn sao mà có được căn nhà lạnh lặng hai mẹ con ở rồi về đây cho Nghiêm nó mua cái bàn máy cũ, rồi có tiền cho nó đi học mai. Sao này cô có chết nó mang bộ đồ hai bộ nó sống cũng được. Đôi lần trở về thăm quê, ngồi lặng lẽ nhìn khoảnh đất nơi mái lá nhỏ đã sập sau trận gió giông, là lòng bà Hai lại canh cánh một nỗi niềm an cư mãi chưa thành hiện thực. Ước mơ có được mái ấm lành lặn còn là nỗi niềm trăn trở của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Bạc ở ấp 10. Gần trăm tuổi rồi mà không có cái nhà ở, bây giờ cái nhà lạnh lẽo quá buồn dữ lắm chứ. Mình nghèo quá, ở là ở với nhỏ có bữa nó làm không được, không có gạo ăn. Rồi biết sao ăn, thì ăn nhiều quá thì nấu cơm, ít thì nấu cháo. Không được lanh lẹ như bao người, nhưng ngày ngày chị Bạc vẫn lặn lội mò cua bắt ốc nơi ruộng cạn ao sâu để lo cho mẹ già, khi anh chị vì gia cảnh nghèo khó nên không thể phụ đỡ được nhiều. Tuổi già đơn chiếc, chỉ có hai vợ chồng nương tựa nhau khi người con trai út phải lìa quê xa xứ vì cuộc mưu sinh, là hoàn cảnh của ông Quỳnh Văn Dương. Giờ bà ở với thằng con út, mà giờ nó ở nhà thì không công chuyện gì làm, giờ đi lên thành phố mà rồi về đợt nuôi hai ông bà, mà trời mưa trời gió thì sợ lắm nha, sợ cái nhà nó sập nó tử rồi hai ông bà không biết làm sao. Nỗi nhớ con cùng bao trăn trở về căn nhà hơn chục năm siêu dột vẫn còn đau đáu trong ánh mắt của người cha người mẹ ở tuổi xế chiều, khiến những người thực hiện không khỏi xót xa. Cùng ấp 10,
chuyến xe nhân ái tìm đến nhà vợ chồng ông Giang Thành Bé để lắng nghe câu chuyện mưu sinh lên đên theo từng con nước lớn rộng của gia đình. Tôi cũng mong muốn làm sao tôi đưa Lạc với bà được lên bờ để rồi là có cuộc sống ấm áp chút. Còn là sống bắp biêu dưới sông coi vậy chứ nó lạnh lẽo, mà trong khi những ngày mình làm có là 30, 40, 50, tại vì mình có 25 cái lưới à. Hơn nửa cuộc đời rài đây mai đó vì gánh nặng áo cơm đến bạc cả mái đầu, các con đều tha phương lập nghiệp. Đôi vợ chồng già đến nay vẫn chưa có được một nơi an cư vững chãi. Câu chuyện về nghị lực vượt khó cuối cùng ở xã Hòa Hiệp mà chuyến xe nhân ái tìm gặp đó là bà Đặng Thị Anh. Tuổi đã cao, nhà khó khăn nhưng vẫn dang rộng vòng tay cứu mang người chị họ đang mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Ai muốn bằng cỏ vườn thì cô cũng đi, ai muốn bằng dặm đúa ngoài ruộng thì cô cũng mần, rồi ai muốn đốn đá thì cô cũng gán cô đốn. Hai chị em đùm bọc để sống, mình có cơm cơm, có cháo không cháo. Có chỗ mà che nắng che mưa mừng lắm mà con. Bản thân cô còn không có kiếm được một ngôi nhà mà ở nữa con. Mấy chị em thương lẫn nhau rồi, con như là chị em ruột vậy đó. Căn nhà hơn chục năm, vách dáng rệu rã, mái lá xác xơ, như chính cuộc đời của hai chị em bà Anh đang phải từng ngày chống chọi trước bao biến cố. Mỗi hoàn cảnh chuyến xe nhân ái tìm đến là một câu chuyện đời khác nhau về những khốn khó mà người lao động nghèo đang gặp phải. Thế nhưng, 6 hộ gia đình ở xã Hòa Hiệp cùng tin rằng chỉ cần có tình yêu thương gia đình làm động lực thì mọi gian khó hôm nay chỉ là thử thách cho chặng đường vượt khó ở ngày mai. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón 6 hộ gia đình đến từ xã Hòa Hiệp, huyện Nam Bình. Đây là đại diện của 6 hộ gia đình tham gia chương trình tuần này. Bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện ngắn với các hộ gia đình. Chúng ta cùng trò chuyện với hộ gia đình đầu tiên. Đó là gia đình của anh Lê Tấn Toàn. Vợ anh bị bú tim, viêm túi mật. Một mình anh phải lo cho vợ và hai con của mình. Anh Toàn ơi, dạo này công việc của mình sao rồi? Dạ, phụ hồ cũng gấp bên đúng không anh? Hết phụ hồ về nhà ai mướn gì mà nấy. Vì số tiền không đủ trang trải hai đứa con ăn học với vợ bệnh. Vợ anh có đến đây cổ vũ cho anh không? Dạ đây. Chào chị, dạ. Sức khỏe chị giờ sao rồi? Dạ, mình ngồi xuống mình nghỉ ngơi, rồi mình cổ vũ vỗ tay liên tục cho ảnh nha. Tạo niềm tin cho ảnh nha chị. 6 người chơi ngày hôm nay hình như anh nhỏ con nhất luôn á. Nhỏ con vậy chứ chạy nhanh. Chúng ta cùng gặp gỡ hội gia đình tiếp theo. Gia đình của ông Huỳnh Văn Cương ở ấp 10. Anh Điền là con trai của ông Cương, là trụ cột của gia đình. Vì hoàn cảnh của gia đình mình, anh phải lặn lội đi làm xa ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Và chính vì vậy ngày hôm nay, anh Hiền là người cháu hàng xóm, đại diện gia đình của ông Cương tham gia chương trình. Cái tâm lý mình chỉ đi chơi giùm thôi. Anh có sự chuẩn bị gì không? Dạ, mặc dù chơi giùm nhưng mà em cũng quyết tâm chơi tặng đạt thành quả cao để cho bác mình vượt qua được cái khó khăn và trở thành là người có ngôi nhà tốt đẹp nhất. Có ai đến đây để cổ vũ, đi theo dõi không ạ? Dạ, gia đình của bác có người con thứ 6, đó là anh Tiễn. Dạ, xin chào anh. Anh có tin tưởng vô khả năng của anh Hiền ngày hôm nay không? Rất tin tưởng ạ. Chúng ta cùng gặp gỡ gia đình tiếp theo. Là hộ gia đình của chị Nguyễn Thị Bạc. Một mình chị hàng ngày với công việc mò cua bắt ốc nuôi mẹ già. Anh Hảo là người anh bà con của chị đến đây để tham gia chương trình. Thấy hoàn cảnh của em tôi vất vả quanh năm nhưng không đủ ăn. Hôm nay tôi đến đây để quyết tâm để giành cái giải cao nhất là 40 triệu về cho em tôi nó sửa lại căn nhà. Anh có muốn nói điều gì với lại người em của mình? Bạc ơi, hôm nay là anh giành giải cao nhất. Hoàn cảnh của hộ gia đình tiếp theo là gia đình của bà Nguyễn Thị Hai. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, nhưng mà rất tiếc ngôi nhà đã sập. Anh Tâm là con rể thứ ba của bà Hai để đến đây đại diện cho mẹ vợ của mình. Có nhiều người trong vợ con, người hàng xóm nữa xưng phong lên rất là nhiều. Nhưng mà tôi đại diện gia đình quyết tâm nếu mà giành được cái số tiền cho rất cao nâng cất lại căn nhà lại hoàn chỉnh lại. Nhưng mà cái điều anh vừa nói ai cũng mong muốn ở đây, 6 anh nào cũng muốn đó. Có đủ tự tin, rất tự tin luôn. Với những hoàn cảnh mà chúng ta vừa trò chuyện, gia đình nào cũng có con cái bên cạnh để chăm sóc. Nhưng rất tiếc gia đình của ông Văn Thành Bé thì hai vợ chồng già nương tựa vào nhau, con cái đều ra riêng cả. Và ngày hôm nay anh Tuấn là con của ông Bé đến tham gia chương trình. Dạ cũng đau lòng lắm, tại vì mình không có giúp được cha mẹ.
thì cũng còn hoàn cảnh gia đình lo cho con đi học đó, thì giờ cũng quyết tâm lên đạt được giải cao đoạn cất lại ngôi nhà cho cha mẹ ở. Có đến cổ vũ cho anh không? Dạ có ba mẹ. À có ba mẹ đi theo luôn. Dạ, dạ chào chú. Dạ, chào cô. Thấy con trai mình quyết tâm như vậy, chú có muốn nói điều gì động viên con trai mình? Con cũng ráng giúp cho tía. Con tới chỗ ở lời kính đáo một chút. Dạ, bự bự chút hả tía? Dạ. Thôi, cố gắng gìn sức khỏe, ngồi theo dõi chương trình nha tía. Anh An chỉ là một người cháu trong xóm mà thôi, đến tham gia chương trình giúp giùm cho hai hoàn cảnh lớn tuổi bệnh tật nương tựa vào nhau. Em thấy hoàn cảnh cô quá khổ, em vô em phụ giúp đỡ chơi cho cô anh. Em mong muốn chơi đạt được kết quả cao nhất. Động lực nào để quyết tâm như vậy? Tình làm nghĩa xóm thôi. Người chơi nào cũng quyết tâm 100% hết, tới anh thì sao? Em gấp 2-3 lần họ luôn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, 6 hoàn cảnh gia đình ngày hôm nay tham gia chương trình. Mỗi gia đình một cuộc sống hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung chính là các gia đình rất cần một ngôi nhà vững chắc để có thể che mưa che nắng, yên tâm cho cuộc mưu sinh. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên. Có 5 cái xịa chứa nhiều loại trái cây. Hai người chơi bịt mắt đem trái cây về rổ xanh hoặc đỏ đúng với màu sắc quy định của mình. Trái cây nào phải bỏ vào đúng rổ đựng trái cây đó. Người chơi bỏ nhầm rổ đối phương thì đối phương hưởng điểm. Trong một phút, ai mang về nhiều trái cây nhất được thưởng nóng 10 triệu đồng. Toàn là màu đỏ đúng không anh? Còn anh Hiền là màu xanh. Tự tin không? Thấy nhỏ nhỏ con gì chạy lại tao không trời? Nhanh lắm anh. Chuột cái thấy gớt chứ bịch chạy còn chó được đâu kịp đâu. Còn anh Hiền có cảm thấy khó khăn gì ở trò chơi này không? Không, tại vì mình cao lớn hơn anh Toàn là lợi thế rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mình hơi đẹp trai nữa. Mà thường thường người đẹp trai đó thì lại chơi hay. Còn cố gắng anh Toàn thì không có nhường anh đâu nha. Và một phút bắt đầu. Trái đó là trái gì? 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 Được chưa? Trái đó trái gì? Phải đúng rổ. Phải đúng rổ mới được nha. Phải đúng rổ mới được. Phải không? Lẹ đi, lẹ đi. Anh có nhớ lấy được mấy trái không anh Hiền? Dạ, mình nhớ khoảng 6-7 cái trái. Đi qua đây mình kiểm tra nè. 4 trái xoài, 2. Được trái cam nữa mới hay chứ. 7 điểm sẽ được chúc mừng anh Hiền. 1. Ổi, 1. 2 trái cam. Và như vậy, ở trò chơi này, anh Hiền có 7 điểm và anh Toàn có 4 điểm. Xin chúc mừng hai anh. Có thể dự đoán được là trong một phút mà lấy được bao nhiêu trái xoài, trái cam, trái ổi không? Có thể là lấy hết luôn. Trời ơi. Anh Tâm, anh thấy trò này có cái bí quyết gì để chiến thắng không? Không, tôi giờ có bí quyết mà đâu nói mấy ông hay cái chết luôn à. Trời. Hồi nào giờ anh có chơi mấy cái trò chơi cái dạng bịt mắt mà lựa trái cây gì không? Có, thì hồi nhỏ thì có chơi bịt mắt bắt dơi rồi này kia cái đó. Thì giờ là quá thần thạo rồi. Anh Tâm, anh Hậu, cố lên. Đi đi. Lựa cái nào đi? Hỏi đi tao trả lời. Hỏi đi tao trả lời được. Hỏi đi trả lời. Hỏi đi đâu đi? Anh đi xa quá. Cái gì vậy? Làm gì? Cái gì vậy? Cái nó hoài. Bên đây hả? Bây giờ tôi đã hiểu bí quyết của anh Tâm rồi.
Hèn chi hồi nhỏ chi mình mới bắt dê là tôi hiểu rồi. Ông đi hết trái cây mà ông cứ dậy hoài. Anh Tom có được 2 điểm và anh Hảo có được 3 điểm. Xin chúc mừng. Tướng tá cũng thấy bự bự sáng mà mập gì chạy nổi không? Sao sức khỏe tốt lắm. Tốt lắm hả? À, anh Tuấn, bây giờ anh có thể tự tin trả lời anh lấy được bao nhiêu trái không? 10 trái. Thiệt ơi, 7 điểm cũng là một điểm quá lớn rồi. Cũng khá cao. Mình tin là chắc có thể mấy bạn không vượt qua nổi mình đâu. Mình là cứng khừ mà. Và bây giờ 1 phút lấy trái cây bắt đầu. Hay quá anh ơi. Động tác lạ nè. Động tác lạ nè. Cái động tác này của anh nó hay gì nè. Là nó rà vừa đúng cái xịa mà nó qua vừa đúng cái rổ luôn xà. Trong quá trình anh em đi lượm trái cây, tôi mót được một trái đu đủ. Như vậy là anh có 4 điểm, xin được chúc mừng. 4 5 6 7. Yeah. Ok. Xin chúc mừng anh Tuấn. Quá mừng. Cái lúc mà anh đi anh lấy trái cây á, anh có nghĩ là mình đếm trong đầu là tới trái thứ 8 không? Cũng không nhớ nữa. Lấy cho nó hết thời gian nhưng cũng không nhớ nữa. Anh thấy anh thắng anh có thuyết phục không? Dạ cũng thấy thuyết phục. Bởi vì anh có cái bí quyết anh đi cái kiểu đó rất lạ. Làm ra em cũng có thua nhưng mà cũng đồng ý. 6 người chơi đều hoàn thành trò chơi này. Trước khi chúng ta theo dõi, các gia đình nhận được sự hỗ trợ từ những tấm bảng đúng logo. Chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp sẽ hỗ trợ vào nút thăm này. Xin trân trọng kính mời. Xin chúc mừng khán giả Phan Anh Thảo, địa chỉ ấp 6 xã Hòa Hiệp, số chứng minh nhân dân 331366861. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Thị Phượng Ngân, địa chỉ ấp 8 Hòa Hiệp Tam Bình Vĩnh Long, số chứng minh nhân dân 331820462. Xin được chúc mừng hai khán giả. Một ngôi nhà lành lặn luôn là mơ ước của những hộ gia đình. Thế nhưng vì công việc thu nhập bấp bênh, về bệnh tật, về khả năng học hành của con cái khiến cho những ước mơ còn dang dở. 12 tấm bảng logo với đơn vị đồng hành với chương trình sẽ giúp cho 6 gia đình thực hiện được ước mơ. Những đơn vị sau đây đồng hành với chương trình: Kiếp biết kiếp nhiệt sâu, hủ tiếu phở bún ăn liền như ý ngon lạ kỳ, mỹ phẩm Ba Que da sáng rạng ngời, ba ra mắt karaoke giải trí đích thực, Entech hoa trái tốt tươi điểm 10 năng suất, nước chấm thủy ngư thêm an tâm thêm tiết kiệm, Mobifone mọi lúc mọi nơi, app muốn là được, Vĩnh Thuận chuyên sản xuất bột thực phẩm hương vị tuyệt vời, Nitro First Car khỏe cây no trái gặt hái mùa vàng, phân bón HVB con trâu đỏ khẳng định chất lượng phân bón Việt, bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Quy định của trò chơi thì gia đình chiến thắng sẽ có cơ hội được chọn bảng logo để rút trước, đó chính là người đã lấy nhiều trái cây nhất. Xin mời anh Tuấn. Mình đặt niềm tin vào tấm bảng nào? Nitro Vodka. Nitro Vodka khỏe cây no trái gặt hái mùa vàng. 15 Có buồn chút xíu nào không anh? Dạ con buồn về cũng vui rồi. Người tiếp theo được chọn bảng logo là anh Hiền. Tưởng chừng mình là người chiến thắng nhưng rõ ràng anh Tuấn hay hơn mình một chút xíu. Cũng nghĩ rằng là cũng chưa được may mắn quá nhưng mà lần sau này chắc có thể. Chúng ta còn 11 tấm bảng. Dạ. Trong đó có 2 tấm bảng 15 triệu. Anh đặt niềm tin vào tấm bảng nào? Dạ em đặt niềm tin vào Entech, nghĩ đó là 15 triệu. Wow, lạnh lùng ha, đứng từ đây phóng tầm mắt tới đó ha. Chúng ta cùng theo dõi. Entech hoa trái tốt tươi điểm 10 năng suất.
6 số 0 rồi đó. 15 vậy đâu. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Lúc này là may mắn đã mỉm cười lại với mình rồi. Lượt tiếp theo chúng ta cùng gặp gỡ anh Toàn, chú chuột nhắt nhanh nhẹn. Bây giờ tới lượt lựa chọn bản logo của gia đình mình. Dạ, em cũng gắng kiếm cái 15 triệu. Kiếm ở chỗ nào chỉ tôi kiếm với. Rút bản nào em? Dạ, em tin tưởng vào anh á. Châu đỏ đó anh. Tại sao mình còn tới 10 bản mà mình lựa chọn tới bản đó? Châu vợ bán mắt anh. Rồi. Phân bón HVB, con châu đỏ, khẳng định chất lượng phân bón Việt. Nơi nặng, nơi nặng. Rồi, châu anh. 10 triệu đồng. Ước mơ thì thật nhiều. Mà bây giờ chỉ được 10 triệu à. Có buồn lắm không anh? Cũng vui chứ đâu buồn anh. Vẫn còn cơ hội nữa. Ở trò chơi tiếp theo. Cố gắng anh ha. Chúng ta gặp gỡ với anh An. Có tự tin mình tìm ra tấm bảng 15 triệu hay 14 triệu không? Dạ, tự tin. Để hỏi ý kiến của cô Hai. Cô đặt tin tưởng vào cháu An. Rồi em chọn Hép. Hép muốn là được. Anh An muốn gì anh An? Có 15. Quá hay rồi. Rất là vui, mừng lắm. Xin chúc mừng. Mời bạn một vị trí. Tới lượt lựa chọn bản logo của anh Hảo. Anh Hảo ơi, nãy giờ anh chơi không thành công vòng trước, cho nên cái thứ tự rút logo của mình ở phía sau. Tôi cũng hy vọng mình rút sau được bảng 15 triệu. Từ đầu tới giờ thì tôi chọn tấm bảng Mobi mỗi lúc mỗi nơi. Nhưng mà các đội bảng chưa rút, rất là mừng. Trời. Là lúc đầu vô là đứng nhắm sẵn rồi hả? Nhắm sẵn rồi. Mobi phone mỗi lúc mỗi nơi rồi. Mobi phone mỗi lúc mỗi nơi. 15. Hay quá Hảo ơi. 3 giờ tôi nói thiệt, anh là tuyệt hảo luôn chứ mày hảo nữa. Và bây giờ là lượt cuối cùng, là lượt của anh Tâm. 15, 15, 14. Xong rồi. Bây giờ còn một bản 14. Thì cái khán giả cái 14 nằm chỗ nào vậy bà con? Tôi bán bún kêu kiểu này, tông phở với tiếu nữa chắc vô rồi chắc no luôn rồi. Theo bà con đi, theo khán giả đi. Rồi. Hủ tiếu phở bún ăn liền như ý, ngon lạ kỳ. Làm hồi hộp quá. Hay quá Tâm ơi. Hay quá. Ông bán bún riêu này hay quá. Bị nghe cái này nó có nước 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 lèo trong nè. Nghe mùi. Chúng ta cùng theo dõi 6 tấm bảng còn lại của chương trình. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm 11 triệu đồng Vĩnh Thuận. Chuyên sản xuất bột thực phẩm hương vị tuyệt vời 13 triệu đồng. Barabac Karaoke giải trí đích thực 11 triệu đồng. Nước chấm Thủy Ngư thêm an tâm thêm tiết kiệm 12 triệu đồng. Chip bí kíp nhiệt sâu 13 triệu đồng. Mỹ phẩm Ba Coe da sáng rạng ngời 10 triệu đồng. Như vậy là chúng tôi còn 6 tấm bảng. Chúng tôi xin phép được dành những hoàn cảnh khác ở chương trình sau. 6 người chơi sẽ vượt qua thử thách tiếp theo để nhận thêm những sự hỗ trợ cần thiết. Nhưng trước khi thử thách diễn ra, chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Cảnh, địa chỉ Xuân Hiệp, Cao Ôn, Vĩnh Long, số chứng minh nhân dân 33083718. Xin được chúc mừng khán giả Trần Thị Ấu, địa chỉ ấp 10, Hòa Hiệp, Tam Bình, Vĩnh Long, số chứng minh nhân dân 33055031. Xin được chúc mừng hai khán giả. Mặt người chơi bị bịt mắt là 8 con heo chứa tiền hoặc quà. Cơ hội gia tăng số vốn 15 triệu đồng sẽ thuộc về ai? Chúng ta sẽ ưu tiên cho những người đang nhận được sự hỗ trợ thấp được tham gia trước để có nhiều cơ hội. Xin mời anh Toàn. Rút logo nó không may mắn. Chơi trò chơi đầu chơi cuối lại người ta luôn. Có tự tin mình sẽ tìm ra con heo 15 triệu không? Dạ tự tin. Bây giờ em từ quải qua trái em chọn heo thứ 3. Đặt tay lên vơi. Bước nào bước. 1 2 3 4 5 qua trái qua phải nghe chưa?
một bộ nồi inox và một bộ thau. Vòng đầu tiên mình không chiến thắng nè, vòng rút logo cũng rút tấm bảng thấp nhất nữa, rồi bây giờ đập heo ra cũng không có được số tiền. Cảm xúc của anh, suy nghĩ của anh lúc này như thế nào? Được 10 triệu mình cũng rất vui, cũng sửa lại mái nhà với xây thêm cái vách tường. Anh đang suy nghĩ về con heo nào? Con heo thứ hai á. Thứ hai, con heo đó theo anh dự đoán có cái gì ở trọng? Đó là nghĩ chắc khoảng chừng 10 triệu được rồi. Bước, 5 bước, bước. 1, 2, 3, 4, 5. Qua trái qua phải bà con. La vừa vừa một người thôi tôi hết nghe rồi. Ủa được chưa? Nghe cho kỹ. Nghe chưa? Năm triệu đồng. Năm triệu đồng. Về cũng rất tốt rồi, còn gì nữa? Bây giờ chắc về trước hết thì làm cái nền với đổ cái bộ cột. Mình còn con heo 10 triệu, con heo 15 triệu và bốn con heo có quà. Rồi đập con heo số 1 luôn. Ngoài bìa luôn. Ngoài bìa luôn. Bước, năm bước, bước. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, từ từ nhỏ bà con ơi, lớn quá không nghe. Qua, qua đâu? Qua phải hay trái? Phần quà của gia đình mình là một chiếc tivi của trung tâm điện máy điện lạnh Khai Trí, xin được chúc mừng gia đình mình. 14 triệu chắc sửa lại cái mái tôn với cái bộ cột. Mình lấy con heo chính giữa đi, mình lấy 10 triệu thôi, nhường cho đội bạn lại 15 đi. Đặt tay trên lên vai. Bước, 5 bước, bước. 1, 2, 3, 4, 5. Văn miệng tá lạ. 15 triệu bà con ơi. Vậy mà nói tôi lấy 10 triệu thôi. Tại nói vậy chứ mà lỡ hên qua thì chịu luôn chứ sao. Được 30 triệu đồng này giờ là mình làm lại cái nền với đổ bộ cột và lập mấy con đặng cho ngôi nhà nó khỏi giọt nắng giọt mưa, đặng cho hai bác ở được yên tâm hơn. Dạ bác ba, con đến đây chơi với chương trình, con đã thể hiện hết sức con rồi và được hoàn thiện dạy dù ít dù nhiều bác cũng đồng ý với cháu nghe không hả bác ba? Có thể là con heo số 8 là có tiền. Là ngoài bìa. Từ nãy giờ chưa mấy đội bạn chưa có đập từ bên trái qua mà chỉ đập bên phải qua không. Bước, 5 bước, bước. 1, 2, 3, 4, 5. Đập chưa? Một bộ chén với số tiền 15 triệu thì anh nghĩ mình gói ghém sửa được nhà không? Được, sửa được cái mái tôn vì nó dột nát rồi. Nếu mà còn chút đỉnh thì làm lại cái nền đất, nó cũng gạch đồ nó sụp tiêu hết trơn rồi, không còn gì hết. Như vậy là cũng mừng lắm rồi. Xin chúc mừng gia đình chị Mạc. Chúng ta còn 3 con heo, trong đó có 2 con heo có quà và 1 con heo có 10 triệu đồng. Theo anh con heo 10 triệu nằm ở đâu? Heo 10 triệu nằm giữa. Giữa nữa hả? À, giữa nữa. Nếu đúng con heo đó là 10 triệu mà đập bể thì mình sẽ có nhận được sự hỗ trợ là 32 triệu đồng. Thì anh nghĩ ngôi nhà của cha anh sẽ như thế nào? Chữa lại mái tôn với cột cho đừng siêu dẹo á, cột nói lại. Đặt tay lên vai. Bước, 5 bước, bước. 1, 2, 3, 4, 5. Thế bộ thì ngon lắm. Một quạt máy. Một quạt máy. Một trong hai con heo, có một con heo 10 triệu sẽ ở lại cùng với chương trình. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong chương trình Chuyến Xe Nhân Ái tuần này. Chúng ta đã cùng tìm đến giúp đỡ, chia sẻ cho 6 hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt về điều kiện nhà ở của xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình. Và ngày hôm nay, các gia đình nhận được một số tiền cần thiết để có thể sửa hoặc cất mới lại ngôi nhà. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, tiếp tục hành trình năm thứ 6 của Chuyến Xe Nhân Ái, tìm đến với những hoàn cảnh khó khăn.
để cùng tiếp tục mang lại nhiều niềm vui hơn cho bà con nghèo thuộc tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương của xã Hòa Hiệp đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến hai nhãn hàng Bên Maya, Aricare và ADC đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Chuyến xe nhân ái lại tiếp tục hành trình mới. Xin chào bà con và hẹn gặp lại. Một chuyến xe là thắp lên một niềm tin, là cho đời thêm ấm áp bao nghĩa tình. Mỗi chuyến xe là mỗi hành trình nhân ái thắp sáng tương lai. Một chuyến xe là thắp lên một ngày mai, là cho đời thêm đẹp những ngôi nhà. Một chuyến xe mang niềm vui cho bao người, hành trình nhân ái, hành trình của trái tim. Chuyến xe nhân ái cho đời hạnh phúc bình yên, chuyến xe nhân ái cho đời rạng ngời tương lai, chuyến xe nhân ái cho đời hạnh phúc bình yên.